Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại video tiếp theo của mình nha. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Các bạn ạ, các bạn biết trên tay mình có cái gì đây không? Đây là cái dây nịt nha các bạn. Mình có 4 sợi dây nịt. Và đây là một cái ống tre nha các bạn. Các bạn còn nhớ cái ống tre này không? Chắc là các bạn chưa xem cái video mình làm ống thụt phải không? Cái ống tre này là cái ống tre mình làm ống thụt nha các bạn. Cái kiểu như là ống thụt đấy, để bắn bằng đạn giấy ấy. Mình có video ở trong kênh của mình nha. Bạn nào chưa xem thì có thể kéo xuống phần mô tả để xem cái video làm ống thụt của mình nha. Đó thì do là bây giờ ấy, trời nó nắng, cái ống thụt này nó bị teo và nó nứt rồi các bạn ạ. Đó, không còn chơi được ống thụt nữa. Thì hôm nay là mình có ý tưởng là mình sẽ dùng cái sợi dây thun này, dây nịt này, đó, để mình làm một cái súng nhá. Mình sẽ chẻ cái tre này ra để mình làm cái súng để bắn chuồn chuồn các bạn ạ. Hồi bé mình và anh Công Nguyên thì rất là hay chơi cái trò này với nhau nhá. Hai anh em làm một cái súng nhau rồi bắt đầu đi bắn chuồn chuồn, bắn bướm các bạn ạ. Vui lắm luôn. Bây giờ mình sẽ chia sẻ lại cho mọi người là làm cái súng bắn chuồn chuồn của thời xưa nó như thế nào nhá. Nếu các bạn thích video của mình thì cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mình và các bạn sẽ cùng thực hiện nha. Bây giờ mình sẽ chẻ cái ống tre này ra nha các bạn. Các bạn vót hết cái phần sơ của nó đi nha. Không là cái cạnh này nó rất là sắc các bạn ạ. Các bạn làm không cẩn thận nó đứt tay nhá. Ok các bạn nhá. Mình đã chuẩn bị xong, chẻ xong nha các bạn. Các bạn cần các bạn cần chuẩn bị là bằng này thứ là chúng ta có thể làm được cái súng nha các bạn. Đó. Các bạn chẻ cái lúc các bạn chẻ tre này ấy, các bạn cẩn thận những cái ba vía nó ở đây nhá. Nó rất là sắc nhá, nên các bạn làm chú ý phải nhẹ nhàng không là đứt tay nhá. Đó. Thì bây giờ mình sẽ dùng cái sợi nịt này để mình buộc lại và làm kiểu như là làm thành một cái dây để nó dây co giãn để cho nó bắn đạn nhá. Đó, bây giờ mình sẽ làm cho các bạn xem nha. Nói chung là cái đồ chơi của bọn mình thời xưa ấy, chơi rất là vui nha. Nó rất là dễ làm. Nói chung là bọn mình thời xưa ấy là không có đồ chơi nhiều ấy. Thế là cứ ở nhà rồi nghĩ ra làm những cái trò gì chơi để giải trí ngày hè các bạn nhá. Nói chung là rất là nhiều trò để chơi luôn. Đó, các bạn xem nha. Đó. Nói chung là mình đã ở đây chỉ cần có 4 sợi dây nịt là chúng ta có thể làm được một cây súng nha các bạn. Chơi vui lắm các bạn ơi. Đó. Đây là cái khóa của nó nhá. Đấy các bạn xem này. Nó như là cái cặp quần áo nha các bạn. Đó, mình đã hoàn thành xong cái này gọi là cái cò của nó ấy các bạn nhá. Đó, thì bây giờ mình sẽ dùng một sợi dây nịt này nữa để mình làm cái phần là để bắn tên ra nhá. Đó. Mình sẽ áng chừng cái độ ở đây này, mình sẽ áng chừng cái độ co giãn của nó như thế nào để chúng ta muốn nó bắn khỏe hay là bắn yếu nha các bạn. Đó thì chúng ta sẽ co giãn nó ở đây, chỉnh ở đây nha. Đó và chúng ta sẽ dùng một sợi dây nịt để quấn lại cái dây này nha. Đó. Ok các bạn nha. Thế là tổng cộng mình mới chỉ có cần sử dụng là 3 cái dây nịt nha các bạn. Thế là mình đã hoàn thành xong một cái cây súng bắn chuồn chuồn của mình nha các bạn. Đó các bạn xem rất là đơn giản nha. Và bây giờ mình và các bạn sẽ làm đạn cho nó nha các bạn. Làm đạn để chúng ta bắn được nha các bạn. Làm đạn cho nó thì mình sẽ dùng bằng giấy này nha các bạn. Hồi xưa của bọn mình thì hay dùng những cái cành cây nha các bạn. Nhưng mà bây giờ thì mình có giấy thì mình có thể dùng giấy này nha. Giấy đi học của các bạn đấy. Đó, các bạn xem chữ mình viết xấu không? Đó, đây là cái chữ tiếng Trung của mình lúc mình đi học để sang Đài Loan nhá. Ủa ai nỉ? Nỉ xỉ oan của ma đấy, các bạn xem này. Đó, toàn là tiếng Trung hết nhá. Đó thì bây giờ là mình sẽ gấp đôi nó lại và chúng ta cuộn nó lại nhá các bạn.
quặn nó dày một chút là chúng ta có thể có thành được một cái viên đạn nha. Đó, các bạn xem này. Đó, đây là một viên đạn nha. Đó, xong chúng ta sẽ bẻ gấp đôi nó vào nữa như thế này. Nó như kiểu một cái mũi tên nha các bạn. Đó là được một viên đạn nha. Mình sẽ làm tiếp một viên đạn nữa. Đó, các bạn xem nha. Rất là đơn giản luôn các bạn ạ. Đó, thời xưa của bọn mình thì nói chung là đồ chơi hiện đại thì không có, nhưng mà đồ chơi kiểu như là dân dã thì rất là nhiều trò nha các bạn. Đó, các bạn cố gắng miết nó chặt một chút nha. Ok nha các bạn. Thế là mình đã có hai viên đạn nha. Đó, các bạn xem nha. Đó, đấy, các bạn ơi. Đó, đây là cây súng của mình nhá. Và đạn mình đã kẹp như này các bạn này. Đó, thì để chơi ấy, các bạn nhá. Thì lúc đầu chúng ta sẽ có một viên đạn. Chúng ta sẽ có đạn vào cái súng như này nhá. Đó, các bạn xem nha. Đó, thì chúng ta sẽ móc đạn vào đây như này nhá. Bởi vì mình gập nó thành chữ, thành cái mũi tên, chữ V như này thì nó sẽ không bị chạy nha các bạn. Đó. Rồi chúng ta sẽ kẹp nó vào cái cò nha các bạn. Đấy. Ok nha các bạn. Thế là nó đã thành một cái súng nhá, có thể bắn được nha các bạn. Đó, khi chúng ta bóc cò thì nó sẽ bắn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ thử bắn vào cái chai nước nha. Đó, các bạn thấy chưa? Đổ chai nước nha. Bây giờ mình sẽ bắn tiếp vào cái lon nước màu vàng kia nha các bạn. Bữa mình bắn được đổ một lần rồi, bây giờ mình sẽ bắn đổ thêm chai lon nước màu vàng nữa nha. Wow, bang, các bạn nghe không? Các bạn nghe không? Rất là đã luôn nha. Wow, bây giờ mình sẽ bắn cho đổ nha các bạn. Đó, các bạn xem không? Đó, ok các bạn nha. Thế là mình cũng đã chia sẻ xong cho các bạn biết là cái thời trò chơi hồi thuở xưa của mình chơi như nào nha các bạn. Đó, nói chung là các bạn ở thành phố không có tre thì các bạn có thể dùng cái kiểu như là cái thước kẻ nhá, với lại kẹp quần áo các bạn cũng có thể làm nhá. Có lẽ mình cũng xin phép dừng clip tại đây nhá. Nếu các bạn thích video này của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nhá. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chào tất cả các bạn nhá. Bye bye.